Đây là cái video về cách đan cái lá để đổ cái nắp cống. Mày thấy à? Cống có thì cậy vào. Nắp cống đổ cái dãy này thì mãi chưa xong rồi. Đúng Tết này. À, đặt nồi vừa rồi nghỉ mất cả tháng á. Khoảng cách là cứ 10 phân nữa.
vì nó cũng hầm không dùng khung thép. Sử dụng móc sắt và móc khóa. Mấy chục mét luôn chú. Hả? Nổ mấy trăm mét luôn à. Ngoài đó hơn đất này. À.